Ok, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thì xưởng đồng hồ bên em đang bàn giao đến cho gia đình nhà khách hàng ở khu vực tỉnh Bắc Giang một chiếc đồng hồ tứ trụ vắt cột hạt đang kê vào trong khu vực phòng khách của khách hàng rồi các anh nhé. Cái khu vực nhà khách hàng ở khu vực Bắc Giang thì các anh nhìn thấy là có rất nhiều vải này, các khu vực ở phía dưới này, đây các cây cối rất nhiều, rất là rộng rồi nhá. Thì em xin quay lại khu vực ở bên trong kê của gia đình nhà anh chị này. Đây, đây anh chị. Đây cây em đã cây xong vào phía khu vực bên trong rồi anh nhá. Các bác có thể nhìn thấy là hàng của bên em thì sẽ hoàn thiện thì rất chỉ là kỹ càng. Mọi người nhìn thấy cái phần phía trên này hay là những phần góc cạnh ở phía trong này. Bên em là sẽ hoàn thiện đầy đủ cho khách hàng đẹp nhất. Dòng sản phẩm này thì bên em hoàn thiện từ bên trong ra bên ngoài nhá. Từ những cái khu vực ở phía bên trong lóc này, mọi người nhìn thấy được. Hàng rất chỉ là mịn này, mọi người nhìn này. Rất mịn màng mọi người nhá. Cột các thứ thông số kỹ thuật bên em làm mặt liền hết. Trên thị trường nó sẽ làm bằng mặt ghép nhưng bên em sẽ làm bằng mặt liền 100%. Hàng mặt liền 100%. Lắp máy Sunny Hàn Quốc và phụ kiện ở bên trong. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Phía bên trong này đây, hồi bên em là 1/6. Hồi dày 1/6 này. Các cánh những thứ này đều được đánh dây giáp khuôn bóng đầy đủ. Khuôn bóng đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ khuôn bóng đủ. Các cái thứ này bách rồi. Vòm này. Đây là khách hàng đang mua hàng là hai anh ở cùng một nơi mua. Thì đây em là giao cho một nhà khách hàng và một nhà khách hàng ở phía bên kia nữa. Được nhá. Đây bên trong đây. Cột cái thứ là độ dày 6 phân. Hàng liền 100%. Thì bên trong này đây. Bệ dưới này. Đấy. Các bác bạn mua hàng cứ yên tâm nhá. Gỗ thì bên em bảo hành thoải mái. Còn máy bên em bảo hành được 1 đổi 1 luôn. Các bác hỏng thì cứ liên hệ trực tiếp với xưởng em. Em sẽ đổi mới cho mọi người qua con lắp ráp đơn giản thôi. Đấy. Đấy, phần góc kia cái thứ này. Kê vào trong khu vực phòng khách không gian nhà anh chị rất là đẹp nha mọi nhá. Đây là toàn cảnh không gian gia đình anh chị này. Đấy, kê vào hợp với cái bộ bàn ghế, cái màu nó cũng la lá giống như màu bàn ghế thôi. Đấy, màu rất chi là giống bàn ghế này, rất chi là giống kệ tivi này. Nhà anh chị còn có thêm một bộ đôi lục bình nữa này. Bộ đôi lục bình đang để trần gỗ mà chưa phun, để khô thôi. Thì lúc nào khô thì anh chị phun cho đẹp. Đấy, những cái dòng lục bình đó là hàng nguyên khối thì các bác phải để lỗ thật khô mà nhá. Thật khô thì các bác mới phun được. Đây anh chị nhà hoàng hàng rất là đẹp. Đấy, tượng những thứ này đầy đủ các bác nhá. Tượng di nạc này. Đấy. Lục bình này. Đấy nhá. Lục bình này các bác phơi trong và càng lâu càng tốt, khi nào mà nó hết cái độ kho ngót rồi các bác bắt đầu mới chuyển sang phun thì nó sẽ đẹp hơn. Đây khu vực phòng khách này. Phòng khách không gian nhà anh chị rất rộng ấy. Đấy. Rất rộng ấy. Các bác có nhìn thấy này. Màu rất là hợp phong thủy với gia đình nhà mình. Màu rất là màu giống bộ bàn ghế này, kệ tivi nhá. Đấy, ok thì em xin cảm ơn gia đình anh chị đã tin tưởng đặt hàng đến xưởng của em. Và chúc gia đình nhà mình năm mới công việc thuận lợi và an khang thịnh vượng nhá. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.